Vâng, kèo thơm cho tất cả các bác đây nha. Đây là con Crown của bác khách gửi về bán và để bác nâng cấp lên con 502 VZ. Thì con này thì em cũng đã bàn với bác rồi, thì bác cũng có liên hệ với em và có trao đổi, thì em chỉ nhận là bác chỉ nhận bán dòng chứ em không có thâu hàng đã qua sử dụng hay là hàng bờ. Thì cơ bản thì hàng đã qua sử dụng thì nó sẽ rẻ hơn, gọi là hàng bờ đó các bác, đã qua sử dụng một tay rồi đó thì giá sẽ rẻ hơn. Nên nếu các bác nào mình xài mình tiết kiệm được vài triệu hay vân vân thì cũng là rất ok. Nhưng mà bên em bán hồi giờ em chỉ bán hàng bãi, và những cái sản phẩm mà các bác nào muốn nâng cấp có nhu cầu thì liên hệ với em, thì em chỉ nhận là các bác gửi về em đưa lên kênh em bán, và cái giá thì em bàn bạc với bác người mà giao thì em đưa lên để một cái hợp giá nó hợp lý nhất, để thứ nhất là các bác bán được hàng và để các bác nâng cấp cho nhanh chứ không chờ nó lâu. Thì con này thì bác ở Hồ Chí Minh, bác mua ở Hải Dương, một shop cũng khá là ngon, rất là chất lượng đấy, uy tín. Và sản phẩm thì em cũng đã kiểm tra rồi, trước khi các bác gửi về thì em đều xem hình ảnh máy móc, có nghĩa là mặt tiền vân vân vân, và em xem trước ok thì bác mới gửi về. Thì đây em mới nhận hồi chiều này luôn, thì lên sóng thì máy đẹp xuất sắc nha, nói chung là xuất sắc. Những con này thì mua về chỉ để thôi, xài thôi. 3600 VZ nha, bác mua là 24.500. Thì bây giờ con này hàng bãi nó cũng dao động cỡ đó, nhưng mà giờ không có hàng nha các bác. Giờ những con crown đầu lớn rất là hiếm. Đây là 3600 VZ nha, trang bị hai cầu loa. Đây, tem nhôm đầy đủ hết, tạm loa, tem còn nguyên nha các bác, tem còn nguyên, tem nguồn. Con này bản châu Âu nha, điện 220 nha các bác, rất tiện nha, 220 24. Mặt tiền là đẹp xuất sắc, hai cái mút gọi là lọc gió, lọc bụi là vẫn còn này nha, hai volume. Ốc em mở sẵn rồi, đấy, xuất sắc nha. Đã kiểm tra, máy zin hết nha các bác, hoạt động hoàn hảo quá nha, chỉ có theo thời gian thôi. Và cái giá thì em cũng bảo các bác là 10, con này em bảo là giá là 18.500.000. Đấy, bác lỗ là 6 triệu, bác lỗ 6 triệu, bác mua đầu năm, cuối năm trước chứ, cuối năm trước, và về để trong gia đình hát karaoke, và đang chơi những cặp full JBL và một cặp Boss, và bác muốn nâng cấp lên 502 cho nó đánh cấp trải nghiệm tiếp. Đây, bác nào lấy thì alo cho em nha, giá chỉ bằng con 2.400 thôi các bác. Giá này quá ngon nha, nói chung bác nào mình sở hữu một con 3600 VZ cũng gọi là đẹp xuất sắc nha, máy zin hết, bản châu Âu nữa, sử dụng điện châu Âu rất là tiện, không cần phải chuyển điện nha. Phía trên 18.500 nha các bác nào lấy thì alo liền cho em nha, không có bớt nữa nha các bác. Đây là bằng bạc hết rồi, bác là cảm thấy mình lấy, thứ nhất là mình có một cái con 3600 VZ, giá quá là thơm, tiết kiệm rất là nhiều tiền. Và thứ hai là mình giúp bác chủ nâng cấp thôi. Thì cấu hình của 3600 VZ đây các bác, tất cả chữ còn vẫn ươm nha. Đây, sò này các bác, sò nguyên bản nha, vương miện 8188 và sau đuôi là 8187 nha, 8187 này, sò vương miện 8187 này, 8188 này. Đấy, nguyên hết nha các bác, tủ tiết rồi là còn chữ vàng sáng cho anh nha. Máy gọi là xuất sắc thôi nha các bác, đã qua sử dụng khoảng 1 năm, máy hoạt động hoàn hảo, tất cả là zin em đã kiểm tra hết rồi nha, bụi bẩn hay vệ sinh tí nữa là sạch sẽ thôi. Đây các con hàng này các bác, đây, nguyên hết luôn nha, kiểm tra hết rồi. Đây nè các bác, đây, trong hàng là nguyên hết, sò xích là nguyên hết. Những con này các bác về chơi những dòng loa full đôi 40 hoặc là những cặp Boss 601, chơi hai cặp 601 rất là hay. Crown là nổi danh về chất âm và đang thương hiệu rồi, chất âm của Crown thì nó rất là sạch các bác, nó mềm mượt bền, nó rất là bền. Crown một cái thiết kế đặc trưng của dòng Crown rồi, để ở đâu cũng biết. Hay bác nào chốt thì alo cho em nha. Đây là cấu hình của Crown 3600 VZ, phía trên là tem còn nguyên, máy zin
sọt full vương miện 8187 và 8188. Đánh hai cầu loa. Đây là cái mặt nó nhận tín hiệu đồ vào đây. Nguyên luôn nha các bác. Đây. Tiết kiệm được khoảng 6 triệu nha các bác. Hiện tại là con 3600 VZ này thì cho các bác là bao ship luôn là 18.500.000 bao gồm phí ship nha. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác còn lái nhanh tay alo cho em nha. Chỉ có một con trong cuối năm này. Bác khách nâng cấp thì bác như là ủng hộ và giúp đỡ bác chủ nâng cấp lên con Hong VZ, và bác đã chịu phí lỗ là 6 triệu rồi. Hiện tại có chỉ có 18.500 bằng giá có 2.400 rồi các bác.